tên gọi chung để chỉ những người khai thác rừng, động thực vật trái phép hết. Trái phép nha. Dừng. Em nghĩ là khai thác rừng trái phép thì là lâm tặc. Lâm tặc, đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Rất nhanh. Chúng ta đã có 5 triệu đầu tiên rồi. Hy vọng rằng là những 5 triệu tiếp theo sẽ được chinh phục nha. Yeah. Từ khóa thứ hai gồm có 15 ký tự. Một trong những khối núi lớn nhất thế giới nằm giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Hết. Dãy núi Hoàng Sơn. Rèn. Dừng. Dãy núi Trường Sơn. Dãy núi Trường Sơn. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Câu thứ ba, từ khóa này gồm có 13 ký tự. Một trong những người nổi tiếng tham gia chương trình Chi đẹp đạp gió rẽ sóng. Hết. Dừng. Trời ơi, mới có một chữ hờ thôi đó. Anh ơi, các dữ kiện phía trên nó sẽ liên kết với nhau không? Không, nó không liên kết, nó sẽ tạo ra cái câu cuối cùng thôi. Bốn dữ kiện này không liên kết với nhau. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mà nó phải có điểm chung để nó đúng rồi, nó sẽ có điểm chung cho đáp án cuối cùng của câu thứ năm. Nhưng mà về Tây Nguyên thì lại không phải cái này. Nếu mà Tây Nguyên thì là Hoa hậu Hennie. Vậy đáp án của em là Hoa hậu Hennie. Đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Đó. Hay nha. Đôi khi mình cũng có sự suy luận nha. Liên quan, liên kết với nhau, liên quan đến núi non thì có hoa hậu Hennie. Đúng rồi. Câu hỏi thứ tư, từ khóa này gồm có 14 ký tự. Cụm từ diễn tả về các loài sinh vật sống trong tự nhiên và chưa được thuần hóa. Hết. Chưa được thuần hóa. Động vật hoang dã. Các loài sinh vật sống trong tự nhiên và chưa được thuần hóa. Dạ dừng. Động vật hoang dã. Động vật hoang dã. Hay dữ vậy ta, chính xác rồi. Wow. Yeah. Bây giờ là mình chinh phục được hết 4 rồi, mình có được 20 triệu rồi đó. Dạ. Lâm tặc, dãy núi Trường Sơn, Hoa hậu Hennie, động vật hoang dã. Thì 4 cái đáp án này nó có chung cái chủ đề là gì? Liên kết với nhau để tạo thành điều gì? Hãy đến với câu cuối cùng. Từ khóa này gồm có 35 ký tự. Một trong những thông điệp của chiến dịch truyền thông thuộc dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024. Hết. Có một chữ hờ. 35 ký tự. Một trong những thông điệp của chiến dịch truyền thông. Nếu là thông điệp thì nó là cái gì? Kêu gọi. Kêu gọi. Nếu mà kêu gọi thì mình hay. Mình hay kêu gọi làm sao? Hãy. Hãy. Thời gian đã dần trôi qua. Góp. Có đọc. Cứ liệt kê đáp án. Cái này mình không dừng được nữa. Cứ liệt kê đáp án. Hãy bảo. Hãy. Liên quan đến núi rừng. Liên quan đến động vật nè. Cái ở dưới là góp phần cho. Góp phần. Ở dưới là hãy. Nếu như mà người ta đang làm gì đó, cái chuyện đó đang sai thì mình hãy kêu gọi là gì? Hãy ngừng. Hãy ngừng tàn phá. Hãy ngừng tàn. Hãy. Hãy dừng tàn phá rừng. Tàn phá rừng. Khó nha. Cái câu này rất khó là bởi vì nó có rất nhiều ký tự. Và thậm chí nó là một cái biểu ngữ nữa, một cái lời kêu gọi nữa. Nên để tìm chính xác từng chữ, nó là một đáp án khá là hoàng đó. Cho nên không sao, chúng ta đã có 4 đáp án trước đó rồi, mình có 20 triệu rồi, đúng không ạ? Xin chúc mừng các bạn đã có 20 triệu. Và đáp án ở vòng cuối cùng này đó chính là hãy ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời. Khó đó. Khó đó quý vị ơi. Nó là một cái câu nói ra để mà tuyên truyền, để mà kêu gọi. Rồi, xin mời các bạn mình đứng ở giữa sân khấu. Nếu như là Lập thì cái câu này cũng rất là khó đối với Lập. Dạ.
Khó mà tìm ra được một câu dài như vậy mà đến chính xác từng chữ, mặc dù chúng ta có khá là nhiều thời gian. Em nghĩ là 70 giây hoặc là full thời gian cũng không nghĩ ra được. Nhiều khi hiện lên hết mà không bỏ dấu mình đọc không ra nữa. Nó hơi khó, không sao. Đâu có đơn giản mà em có thể có được 15 triệu của chương trình em, đúng không? Có 20 triệu là mừng dữ lắm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau lật lại những đáp án trước đó nè. Lâm Tặc liên quan gì đến cái chiến dịch này? Em nghĩ là Lâm Tặc là người sẽ săn bắt thú rừng. Đúng rồi, những người gây hại cho rừng, săn bắt thú. Dãy núi Trường Sơn là cái khu vực săn bắt. Đúng rồi, khu vực bị khai thác nhiều nhất. Bị khai thác rất là nhiều. Và một cái nơi đa dạng sinh học. Dạ. Hoa hậu Hoenie, em có đọc nhiều thông tin về chị Hoenie. Là chị làm thiện nguyện rất nhiều. Và chị làm đại sứ cho nhiều dự án về cộng đồng. Đây là một trong những dự án mà về núi rừng. Nên là em rất là thích chị Hoenie. Đó là một cái thông tin rất là chính xác. Và Hoa hậu Hoenie cũng là người thể hiện ca khúc chính cho cái dự án này luôn. Động vật hoang dã là đối tượng bị bắt, bị ăn, bị giết. Đó là những dữ liệu của 4 câu trước đó để có thể tạo nên một cái câu hãy ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời. Ngừng chia ly thuốc là tô phúc cho muôn loài. Ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng chia ly thuốc. Ngừng chia ly thuốc là góp thiện cho đời. Cộng với những tiền thưởng của những vòng trước, và vòng này chúng ta có 30 triệu đồng, xin chúc mừng.